Vâng, xin mời tất cả quý cô bác và quý anh chị đã trở lại kênh YouTube Trường Xe Cũ Bình Dương. Em Trường chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô cũ tại Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và quý khách hàng yêu mến thì nhớ đăng ký kênh và nút quả chuông góc phải màn hình để tiện cập nhật những video clip tiếp theo hàng ngày hàng giờ nha cả nhà. Đấy, em Trường có dùng một số điện thoại 0972147247. Chiều hôm nay em Trường làm một clip chi tiết là tổng hợp các dòng dàn xe còn lại cửa hàng. Thì nói chung là em Trường đang có Innova 2014-2015 rất là nhiều luôn này cả nhà. Thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mẫu mới và nhất của Trường hôm nay, Innova 2012 biển Sài Gòn 51A42073. Đấy, mà có vấn nạn hiện nay là vấn nạn đăng kiểm nha cả nhà. Mua xe cũ mà đăng kiểm dài là điều rất là hiếm luôn, đâu phải muốn đăng kiểm được đâu cả nhà. Nhưng mà điều đó em Trường đã khắc phục được rồi. Đây, đăng kiểm của xe đến tháng 3 2024 luôn nè. Đấy, quá là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đấy, xe nói chung rất là nhiều. Em Trường hôm nay là quay clip tổng hợp, rồi ngày mai sẽ quay clip báo giá, báo chi tiết sau 2012, tay sơn cửa nè, tay cửa sơn xước đồ đất là đẹp luôn. Đấy, xe vừa mới về, chưa kịp vệ sinh gì hết, tí nữa sẽ cho anh em của em vệ sinh hết. Đấy, xe rất đẹp luôn, 2012 nha, ghế bọng sàn rất là đẹp luôn, 2012. Xe đăng kiểm dài. Đấy, cả nhà mua về là sử dụng không phải làm gì thêm. Chiếc này mâm phay xước nè, lớp mới nè, mới vừa qua kỳ đăng kiểm thì cả nhà đã biết rồi, chất lượng của nó phải đạt đỉnh mới qua được nha. Bữa nay mà nó đăng kiểm mà đi cái xe sèn sèn là không đăng kiểm được đâu cả nhà. Phải trước khi đi đăng kiểm là mình phải kiểm tra hết toàn bộ đi rồi mình mới xử lý và mình cho đi đăng kiểm nha. Và chiếc này thì bên em Trường đang chào bán với nhà mình với cái giá cực kỳ yêu thương thôi, chỉ với 269 triệu nha cả nhà. Sẽ làm đẹp hết rồi mới bàn giao cho cả nhà, chỉ với 269 triệu thôi. Rồi thì bên hông là có một mẫu xe giá rẻ hôm Trường hôm qua mới về nữa nè, Innova đời 2016 nha, Innova đời 2016. Đấy, màu trắng biển Sài Gòn, một chủ mua mới từ đâu. Đây, mâm phay xước cho cả nhà mình luôn, mâm lớp dày, đăng kiểm thôi khỏi bàn, đến tháng 4 2025. Đó, một chiếc xe phải nói là đỉnh cao luôn cả nhà. Đấy, chiếc này em Trường quay chi tiết rồi nha, cả nhà vào kênh xem giùm. Chiếc này thì em Trường đang chào bán với giá cho nhà mình với cái giá là 315 triệu. Quý khách hàng là đi mua trực tiếp không thông qua cò lái, em Trường sẽ bớt ngay từ 75 triệu cho cả nhà mình. Đấy, để cho cả nhà mình có cái lọc lá về sang tên đổi biển nha. Đây, 73067 nè. Đấy, lốp lép dày cui. Đấy, xe đẹp lắm. Nói chung là bên em Trường lựa chọn những cái sản phẩm gọi là chất lượng cao để về phục vụ cho quý cô bác cũng như quý anh chị luôn nha. Đấy, thấy chưa, xe đẹp tuyệt vời. Con này để nhà mình với cái giá là 315 triệu thôi. Và đây là mẫu Innova G206 nè, Innova G206 biển Sài Gòn cộp 51A48176. Xe rất đẹp, nó không với taxi, nó không với đằng đụng. Đấy, mâm phay xước luôn cả nhà coi, đẹp chưa, tuyệt vời. Rồi, chiếc này thì bên em Trường chào bán cho nhà mình với cái giá là 230 triệu. Nếu đi mua trực tiếp không thông qua cò lái không gì hết thì em Trường sẽ bớt ngay 5 triệu, còn 225 triệu. Đó, 225 triệu nha. Đấy, đấy, xe đẹp chưa, tuyệt đối luôn nha cả nhà. Đây là mẫu Ford Mondeo số tự động. Con này số tự động nè. Đó, số tự động. Bản này là nói chung đi cũng rất là sướng nè. Hồi xưa con này xe tiền tỷ nè, con này bản full. Đấy, có cửa sổ trời. Chiếc này thì rẻ lắm, 125 triệu thôi, 125 triệu nè. Xe số tự động full, màn hình Android. Đấy, túi khí, nhớ ghế, bê vị trí, nói chung là mọi thứ đầy đủ hết luôn đó nha. Nói chung ké á, con này về sử dụng thôi, không phải làm gì thêm đâu, rất đẹp. Rồi, đằng sau đây có một số xe nữa nè, 2013 nữa nè, 2013 nè, con này bản e-trung nè. Đấy, con này thì bên em Trường bán cũng chào bán ở nhà mình với giá là 270 mấy triệu thôi. Đấy, 279 triệu này. Nếu mua trực tiếp thì em Trường cũng có bớt nè, 2013 nha. Đấy, có ghế nỉ đồ hết luôn. Đấy, xe đẹp lắm cả nhà ơi, xe tuyệt vời á, phanh ABS, túi khí đầy đủ. Đấy, nếu cả nhà mình đi mua trực tiếp thì em Trường sẽ bớt lọc lá cho. Còn nếu thích bản đủ thì đây có con đời 206 nữa nè, 206 nè, 206 bản này là bản G. Đấy, gốc Sài Gòn. Đấy, xe đẹp lắm, tuyệt vời. Thì chiếc này thì bên em chào bán với cái giá là 220 triệu. Nếu đi mua trực tiếp thì có bớt luôn, bớt cho ngày mình 5 triệu đi cho nó mau, nó thoải mái luôn. Còn đây,
2015. 2015 bản E đủ nè. À, con này gốc Sài Gòn. Đấy, gốc Sài Gòn. Đó, bản E đủ là xe chuẩn gia đình nha cả nhà. Đó, bằng màu ghi bạc, xe đẹp lắm. 2015. Đấy. 2015 bản E đủ nha cả nhà. Đấy. Xe đẹp tuyệt đối luôn. Cả nhà thấy chưa? Bản đủ nè, sấy sự kiến gạt mưa sâu. À, chiếc này thì em Trường đang chào bán cho nhà mình với cái giá là 372 triệu nha. 372 triệu cho sản phẩm này. 2015 E đủ bên em Trường nhiều lắm, vô vàng luôn. Gọi phải nói một từ là vô vàng luôn. 2015 E đủ bên em Trường có 4 năm mẫu nè, 2014 có 4 năm mẫu luôn. Trùm cái phân khúc này luôn cho cả nhà mình luôn nè. Thấy chưa? 2015 nè. 372 triệu nè. Rồi, nhiều lắm. Đây nè, 2014 nữa. 2014 biển Cần Thơ đây nha cả nhà. Đấy, bản E đủ luôn. Ghế nỉ nguyên zin. À, ghế nỉ nguyên zin nha. Xe đẹp tuyệt đối nha cả nhà nha. Đấy, thấy chưa? Xe bên em Trường là sản phẩm chất lượng phục vụ. Đấy, xe chuẩn gia đình cả nhà coi cái vô lăng của nó nè. Đấy. Thấy chưa? Nhìn những con xe là biết yêu thương rồi. Ghế nỉ hết luôn. 2014 con này bản E đủ. Bản E đủ thì nếu mà xe cộp chuẩn gia đình như thế này, không taxi, không dịch vụ. Đấy, đặc biệt là đăng kiểm nha cả nhà. Mua xe là phải quan tâm cái đăng kiểm. Đấy. Tháng 4 2024 mà tất cả toàn bộ xe bên em Trường là cho đi đăng kiểm mới hết để cho quý bà con bây giờ không phải khổ nha, về là sử dụng thôi. 2014 bản đủ thì nếu xe chuẩn gia đình nó rơi vào tầm 362 triệu, nếu mà xe bản đủ mà có taxi dịch vụ nó rơi vào tầm 280 cho đến 320. Đó, cả nhà lưu ý điều đó giùm em nha. Còn dưới nữa thì không có đâu, không có cái nào mà chỉ có xe có vấn đề thôi, chứ làm gì có xe cộp mà giá đó được. Cả nhà coi dàn lớp làng của nó nè, dày cuôi. Con này là ghế nỉ nguyên con xe cộp đó, 265B7518 nha. Đấy, còn hai cả nhà thích 2010 thì đấy, 2010 bên Trường cũng có luôn. 2010 G nè, mẫu Innova G 2010 biển Bình Dương, ở màu ghi bạc nha. Con này thì bên em Trường bán nhà mình với giá là 255 triệu, bớt năm còn 250. Đấy, còn 250 thôi. 2010 G đó, 2010 G đây đó, cả nhà thấy chưa? 2010 G 250 255. Và đây là mẫu Innova 2013 bản E đủ, xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ. Đăng kiểm dài đến tháng 2 2024. Thì con này thì bên em chào bán với mình với cái giá là 375 triệu, tiền nào của đó. Nếu 2013 bản E chung thì nó chỉ rơi vào tầm 270. Còn 2013 mà bản đủ mà xe taxi dịch vụ thì rơi vào tầm 301 300, có chỗ bán 290. Còn con mà chuẩn gia đình như con này bao tách hãng, không taxi, không dịch vụ thì nó chỉ rơi vào tầm 335 triệu nha cả nhà nha. Đấy, tiền nào của đó, biển Sài Gòn luôn. 51E6 5779. Đó, xe bi sinh ông rất đẹp. Còn con này là 207 phiên bản G, chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ. Xe của cán bộ công nhân viên chức đi, 04546, biển số cũng rất đẹp. Đây, chiếc này thì bên em để nhà mình với cái giá là hình như con này là còn ghế zin theo xe luôn đó cả nhà. Ghế zin theo xe luôn nè. Ghế zin theo xe luôn, vô lăng cũ số đẹp tuyệt đối. Chiếc này thì bên em Trường chào bán cho nhà mình với cái giá là 236 triệu thôi. Ghế zin theo xe mua từ mới nha cả nhà. Đấy, nó có cái vết chân chim này, nhưng mà đúng là ghế xịn nè, không phải là bê cái dây simili đâu. Xe không taxi, không dịch vụ, chuẩn gia đình, 236 triệu đi. Đấy, luôn luôn có giá tốt cho cả nhà. Rồi, và đây là mẫu Innova 2017 nè, 2017 nè, đăng ký lăn bánh 2018, biển 68 06 339. Con này thì bên Trường bán là 485. Cả nhà đi mua trực tiếp không thông qua cò lái, bên Trường bớt 5 triệu 48. Nói chung là cả nhà cứ đến xem xe đi, cảm thấy ưng và thích thì cứ ra gặp em Trường. Em Trường sẽ bớt cho mình cái giá gọi là tốt nhất luôn, sẽ sắm cho nhà mình một cái giá tốt nhất cho cả nhà người dùng. Ở đây nữa nè, 2015 nữa nè, 2015 bên em Trường nhiều lắm. 2015 em bán E đủ nè, 2015 bản E đủ nè. Đấy, cả nhà thấy không? Những chiếc xe bên em Trường coi cái đăng kiểm này đã riêng rồi, tháng 4/2/2024 không à. Đâu có chiếc nào mà đăng kiểm ấy đâu. Đó, thấy chưa? Chiếc này màu ghi bạc nè. Chiếc này thì bên em Trường chào bán cho nhà mình với cái giá là 372 triệu, xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ. Bên nhà mình chết tết toàn quốc, có thể tết hãng hoặc là thơ thợ gara đến tết thoải mái. Nếu không đúng, bên em Trường gửi toàn bộ chi phí đi lại cho cả nhà mình luôn. Thấy chưa? Hai, đẹp chưa? Tuyệt vời. 2015 bản E đủ nha. 2015 bản E đủ. Chào cả nhà. Đấy, xe bên em Trường nói chung là 2015, 2014 bản E đủ bên em Trường nhiều bao la. Là đơn vị nắm giữ xe nhiều nhất luôn.
Đây nữa nè, 2014 biển Bình Dương nữa nè. Con này cũng là xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ nè. 49175 nữa nè. Đấy, chiếc này thì ốc vàng cò chưa ra nè, cũng đẹp nè, đang bán là 4362 triệu nè. Đấy. Cả nhà thấy chưa? 2014, 2015. Bản e đủ gia đình. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp tuyệt vời. Xe như thế này không mua thì cả nhà mua xe gì? Đấy, đẹp lắm. Gọi là tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Đấy, xe giá rẻ gì con Trường cũng có hết á. Đấy, con này cũng được nè. Hai lẻ con này nếu thích màu ghi vàng thì có con này nữa nè. Con này là bao nhiêu ta? Con này thì nó cũng rơi loanh quanh, nếu mà con này 207 thì nó cũng rơi vào thành 230 mấy triệu thôi. Đây, cả nhà thích 230 mấy triệu, em Trường có một đôi luôn. Con này màu ghi vàng. Con này màu cũng ghi bạc hay sao, ghi vàng bạc nhẹ nhẹ nè. Đấy, đồng giá nhau. Còn thích giá mềm nữa con này 2015 thì nó sẽ bản trung. Bản trung 2015 thì nó chỉ rơi vào tầm 305 triệu thôi. Đó, xe có một chỗ mua mới từ đầu luôn. Đấy, cả nhà thích thì lụm thôi chứ có gì đâu mà suy nghĩ. Đấy, nè, 2015 bản e chung. Đó, nó chưa được 300, 305. Đấy, nói chung nó tầm đó thôi cả nhà, nó không có hơn được đâu. Nhưng xe cộ bây giờ nó có giá chung hết mà, đâu phải muốn bán nhiều bán đâu. Còn đây, 2013. Con này cũng 2013 nè, 2013 thì nó chỉ rơi vào tầm 2013 nó cũng rơi vào tầm 300 mấy thôi cả nhà. 279 triệu thôi. Đấy, có mua có bớt rồi cả nhà. Đấy. 2013 nè. Đấy, con này có dán tem. Nhìn đẹp, sport. Đấy, đăng kiểm khá là dài luôn. Đăng kiểm bên này rồi, đăng kiểm 2024 không cả nhà. Thấy chưa? Đấy, con này thì bán 270 mấy triệu thôi. Cứ alo em Trường là có bớt giá bớt nha. Đấy, tiền này của đó mà. Đấy. Thích mẫu nào thì em Trường để cho. Đấy, 2016 nè, 2016 thì 315 bớt 5. Đó, đầy đủ hết, xe nào cũng có mà nha. Cứ alo trực tiếp cho em Trường sẽ có giá tốt thôi à. Cứ alo nha cả nhà. Đấy. Đó, em Trường dùng một số Zalo 0972147247 thôi. Trường xe cũ Bình Dương nha cả nhà. Đấy, mua bán cho đổ ô tô.